Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 11 tháng 12 năm 2023, hiện tại ở trên công trường của cầu Mỹ Thuận 2, các anh công nhân và các anh kỹ sư của các đơn vị đang công tác chuẩn bị cho cái quá trình thảm bê tông nhựa trên mặt cầu, phần cầu chính của cầu Mỹ Thuận 2. Hiện tại thì bên đơn vị thi công đo đạc đang lấy ni cũng như là phân làn để mà chuẩn bị cho cái quá trình thảm bê tông nhựa. Hôm nay thì mặt cầu đã được vệ sinh rất là sạch và các anh đã phun lớp chống thấm rồi, và hôm nay thì các anh sẽ phun một cái lớp bám dính, rồi sau đó thì các anh sẽ tiến hành thảm bê tông nhựa trên mặt cầu Mỹ Thuận 2. Thì bây giờ chỉ còn 3 tuần nữa thôi là sẽ hoàn thành dự án cầu Mỹ Thuận 2 rồi. Các đơn vị nhà thầu đang gấp rút thi công để kịp hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đây là cái phần đường dẫn phía bên Vĩnh Long, thì hệ thống biển báo thì các anh đã lắp rồi ạ. Đây, quốc lộ 80, 700m và thành phố Cao Lãnh và thành phố Vĩnh Long. Ngay tại vị trí này thì sắp tới thì không biết có tiến hành sửa đổi lại thành phố Cao Lãnh thành thành phố Sa Đéc hay không. Thì cũng chưa có thực tế lắm, cũng đúng nhưng mà nó cũng chưa có thực tế lắm. Thì nếu mà ghi thành phố Sa Đéc thì nó sẽ ok hơn ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến lên cái phần cầu chính để xem hôm nay cái công tác chuẩn bị như thế nào rồi. Rồi, bây giờ các anh đang lấy dấu để mà chuẩn bị thảm bê tông nhựa đây. Ba làn. Dài xuống bên dưới luôn nha. Này chắc là mai thảm 25 ha. Không biết là nó gần nữa. Dạ. Mày đang có 12, 13 vậy đó. Dạ. Em đang làm bên chú bây giờ. Dạ. Đó, thì các anh đang lấy cái móc, lấy cái ni để mà chuẩn bị thảm nhựa. Thì các anh sẽ thảm từng bên ha, không biết là bên nào trước đây, bên thượng lưu trước hay là bên hạ lưu trước đây. Hôm nay rất là đẹp rồi, đây bên trên mặt cầu đẹp, quá sạch luôn. Sau khi phun chống thấm rồi thì nhìn quá đẹp. Còn phần cáp dư băng á, ngay tại vị trí này thì các anh cũng đã lắp cục giảm chấn vào những cái đầu cáp dư băng rồi, và sắp tới thì các anh sẽ tiến hành bơm sáp vào nữa rồi đẩy đầu cáp lại. Rất là nhiều đầu cáp đang tiến hành lắp cái cục giảm chấn ạ. Cái phần chỗ mấy cái cao su mà đẩy lại đó thì các anh đã bơm sáp rồi trong vòng 48 tiếng ạ. Này thì lan can thép của cái phần giờ phân cách giữa thì các anh cũng đã lắp xong rồi, và hệ thống phản quang màu vàng ở dưới thì các anh cũng đã xong xuôi cái phần đường dẫn phía bên Vĩnh Long và Tiền Giang rồi. Biển báo thì bên Vĩnh Long đã lắp xong, còn trong 1-2 ngày tới nữa thì phía bên Tiền Giang sẽ tiến hành lắp hệ thống biển báo phía bên Tiền Giang ạ. Các anh thấm nhựa tuốt ở đây luôn. Thank you.
Mai tắm giữa anh hả? Hả? Mai tắm giữa anh. Dạ. Đơn vị tư vấn giám sát ạ. Có hỏi các anh ấy, thì anh có nói chia sẻ là ngày mai sẽ tiến hành thảm nhựa và hôm nay là ngày cuối cùng để mà phun lớp bám dính, rồi sau đó là tổng vệ sinh tất cả mọi thứ, chuẩn bị sẵn sàng ngày mai tiến hành thảm nhựa. Quá đẹp luôn ha. Ở đây nhìn tổng thể về bề ngang mặt cầu, bề rộng mặt cầu là 28m, 6 làn đường, mỗi bên là 3 làn. Và ở giữa này thì giải phân cách và lắp lan can thép ở trên nữa, rất là kiên cố, rất là chắc chắn luôn. Đây, những bu lông chờ để các anh để sẵn sàng hết rồi. Sau khi tháo cổ tháp xuống thì nhìn cây trụ chính dây văng T16 và T15 rất là đẹp. Sáng hôm nay thì đơn vị thi công cùng đơn vị tư vấn giám sát đi khảo sát một lần cuối cùng để mà chuẩn bị thảm nhựa. Lại gần thì mới thấy được những cái bó cáp dư văn này. Đây, quý vị khán giả xem nè, cái đầu cáp ha, rất là to luôn. Và từ cáp dây văng số 8, số 9 thì những cái đầu cáp nó sẽ có ba cái chia ra giống như vậy để mà các anh lắp những cái cục giảm chấn, rồi cũng như là bơm sắt vào trong vị trí những cái đầu cáp này. Rất là to luôn. Bó cáp ngắn nhất là bó cáp số 1, là dài là 30m. Và bó cáp dây văng số 16 là dài gần 200m. Ở đây ạ. Rất là dài và có 73 sợi cáp nhỏ phía bên trong. Quá dữ. Thân trụ của cầu Mỹ Thuận 2 hiện tại là to nhất trong các cây cầu ở Việt Nam, do Việt Nam mình thiết kế và thi công ạ. Những cái cầu khác giống như cầu Cần Thơ thì có yếu tố của nước ngoài, còn ở Mỹ Thuận 2 thì toàn bộ là của Việt Nam mình thiết kế và thi công luôn ạ. Sắp tới thì cầu Đại Ngãi xây dựng, cầu Đại Ngãi 1 xây dựng, lúc đó là cầu Đại Ngãi mới là trùm cuối ạ. Đó là nó sẽ rất là to. Đây, hình ảnh bề mặt cầu Mỹ Thuận 2 trước khi thảm nhựa. Quá đẹp. Các anh vệ sinh rất là kỹ ha. Các anh mài nè, mài mặt cầu, rồi các anh thổi bụi, rồi bắt đầu là các anh phun nước, rồi bắt đầu là phun chống thấm, rồi phun bám dính nữa, rất là kỹ. Phun bám dính cái lớp cuối cùng để mà đảm bảo khi mà thảm bê tông nhựa thì cái lớp bê tông nó sẽ kết nối với cái mặt cầu này được tốt nhất có thể, và cái khả năng bám dính tốt nhất có thể ạ. Tăng tuổi thọ của lớp bê tông. Xin anh Hải cho máy bay. Anh ơi. Rồi, đó là những cái tiến độ mới nhất của dự án cầu Mỹ Thuận 2 sáng ngày 11 tháng 12 năm 2023. Thì bây giờ mình sẽ quay góc ở trên cao để mà cả nhà mình thấy được tổng thể toàn cảnh dự án cầu Mỹ Thuận 2 trước khi thảm bê tông nhựa nha.
Rồi bắt đầu là xe phun tưới giữa đường, bắt đầu lên à, bắt đầu là phun bấm dính đi ạ. Rồi xe bấm dính đã vào vị trí ạ. Rồi thì bây giờ các anh bắt đầu phun bấm dính rồi thì mình sẽ quay ở trên cao và quay cận cảnh hơn để cả nhà mình thấy được quá trình chuẩn bị thảm bê tông nhựa như thế nào ha. Rồi bây giờ kết thúc video tại đây. Chúc mọi người được nhiều sức khỏe và đón xem video tiếp theo của mình nha. Bye bye.